Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì tập hôm trước mình rất là may mắn luôn khi mà đã bắt được em UC cũng như là em Reject Eye một lần luôn rồi. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm về những cái dạng đặc biệt của Pokemon từ phiên bản cập nhật 7.3.1 nha các bạn ơi. Đầu tiên chắc mình sẽ lấy em Assert ra để mà mở cái wormhole cái đã. Chúng ta sẽ cần đi qua thế giới Ultra để mà làm một vài việc nha các bạn ơi. Chính xác là mình đi qua đó để mình lấy cái Bitbon đó. Đây, wormhole đã được mở ở trên đầu tôi rồi nè. Rồi, cắt vô. Bây giờ mình sẽ coi thử kinh nghiệm của em Cobalion này đủ để cho nó ăn kẹo chưa ta. Ôi, như vậy là quá đủ các bạn ơi. Mình sẽ cho nó ăn luôn 3 cây Rare Candy nha. Đó, cho nó lên cấp 98 luôn. Ngon lành canh đao. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua thế giới Ultra thôi các bạn ơi. Đây, đi vô cái wormhole nè. Đây các bạn ơi. Qua thế giới này á, mà muốn nó sáng như mình á thì các bạn phải bật shader nha các bạn. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những cái bit chest để mà mở ra coi thử có được cái bitbon không nha. Để mình coi thử coi. Chúng ta sẽ cần bộ cái hiu cái đã. Bộ cái hiu nè, time query day time nè, ba cái lệnh mà mình thường xài cũng như là checkpoint legendary nha các bạn. 12 phút nữa tại vùng này sẽ xuất hiện Vitini. Vitini thì mình đã có rồi. Chúng ta sẽ đi tìm những cái big chest tiếp tục nha. Mình sẽ phải còn đi tìm những cái vùng mà mình chưa tới các bạn ơi. À, mình đi cái hướng trước mặt mình nè, là những cái vùng mình chưa tới rồi đó. Ôi đúng rồi nè. Cái hướng ở dưới thì mình đã đi rồi. Rồi mình sẽ đi cái hướng trước mặt này nha các bạn ơi. Hy vọng là có cái bit chest cho tôi. Có cái master chest nè các bạn. Có cái rune master. Chúng ta sẽ đi qua lấy coi thử có được cái master ball nào không ta. Ôi hình như rune master nó nằm ở túc ở dưới rồi. Thôi. Trước mặt mình lại có một cái bit chest nè. Ôi mà trời, nó cũng sắp tối rồi, để mình thử mình ngủ một phát nha các bạn ơi. Liệu bên đây mà ngủ thì nó sẽ như thế nào ta. Ôi nó rất là giống ở bên DN cũng như là giống địa ngục luôn các bạn ơi. Khi mà đi qua thế giới này thì mình sẽ không thể ngủ được nha các bạn. Ui hay vãi chưởng à. Nó bị nổ tung cái giường của mình luôn kìa. Trời đất ơi. Ôi chơi dại rồi, bây giờ lại phải chế tạo một cái giường mới thôi các bạn ơi. Trời ơi, tôi không biết. Mình cứ tưởng là ngủ như thế giới Overworld thôi, nhưng mà không phải các bạn à. Sẵn bên đây có một em boss nè, mình đi qua mình giết nó luôn, trả thù cuộc đời. Trời ơi, đi ngủ phát mà nó cũng làm nổ tung tôi cho được. May là chưa chết đó các bạn ơi. Đây có một em si qua đồ. Em sâu. Giết mày luôn nha em sâu. Ui sâu này khá là trâu các bạn ơi. Hiệu ứng chiều của nó cũng rất là đẹp luôn đó. Ây da, cái con này Glow Combat mà nè con. Nó không có cho mình cái gì ngon lành hết các bạn ơi. Thôi kệ đi, mình sẽ bay qua lấy cái bit chest trước nha. Bit chest nằm bên này nè các bạn ơi. Có một em Raticate đứng đây chờ tôi sẵn nữa chứ. Bit chest nằm ở đâu vậy? Có nằm dưới cái hồ này không ta? Để mình nhảy xuống mình coi thử coi. Ôi không có đâu các bạn ơi. Hình như nó nằm ở chỗ này nè. Đó. Ôi chúng ta được một cái Dark Memory, một cái đĩa hệ bóng tối dành cho con Sivali nha các bạn ơi. Trời ơi, cái này thì mình cần sớm làm gì? Sivali tôi còn chưa có mà. Phía bên đây lại có thêm một cái bit chest nữa nè. Được một cái Dragonium Z. Đá Z hệ rồng. Bên đây lại còn một cái nữa. Ngon quá. Sẵn tiện là lấy hết các bạn ơi. Ui, Ferium. Đá Z hệ tiên. Những cái này mình đã có rất là đủ rồi. Mình không có cần thêm đâu mà. Thôi bây giờ mình sẽ lên đường đi tìm thêm nha các bạn ơi. Chủ yếu tập ngày hôm nay là đi tìm bit chest thôi, để mà kiếm bit bon đó các bạn ạ. Này dưới đây nè. Ui một cái tấm play hệ bọ dành cho Assert nè. Và bên kia có một em boss Banette nữa. Sẵn tiện thì mình sẽ đi qua mình giết em boss đó luôn nha các bạn. Ui 6 phút nữa sẽ xuất hiện một em Legendary với cơ hội là 30% đó. Thôi kệ đi, bây giờ là giết Banette này trước. Nó dám thách đấu tôi hả? Biết tôi là dũng sĩ diệt boss đâu. Mày nè. Trời ơi, cấp 108. Dứt nó thôi các bạn à. Ui, hiệu ứng chiêu của nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Wow, và mình đánh nó không có xi nhê cho lắm. Mày nè con. Rồi ôi.
mới có được 2 phần 3 cây máu của nó thôi. Dùng hit trend dứt nó luôn nha. Ôi xém chết nó rồi. Ít power một phát nữa. Ui và nó cho mình một quả Master Ball cùng với một cây Rare Candy. Ui và đây chính là quả Master Ball thứ 18 của mình rồi đó các bạn ơi. What the hell. Sẵn tiện thì mình sẽ cho Cobalion lên cấp 99 luôn nha. Ôi ôi 18 quả rồi. Để mình coi mình có bao nhiêu Pokemon nha. Chúng ta đang có 789 em, tức là còn 20 em nữa. Trời ơi 20 em nữa mà 18 quả Master Ball luôn. Trời đất ơi, ta nói nó dễ gì đâu đó. Sẵn tiện thì mình sẽ xuống đây mình lấy cái bit chết này luôn nha các bạn ơi. Ngon lành canh đào liền. Cái gì thách đấu tôi hả? Nướng nó luôn các bạn ơi, thành con cú nướng luôn. Ui, lần này mình được một cái Rat Memory. À, cũng được thôi các bạn à. Một tấm đĩa, đĩa hệ cỏ thôi. Rồi bây giờ lên đường đi tìm Midborn tiếp nào. Đứng đây treo máy một xíu thôi mà cái MC qua đồ này nó đã canh me tôi rồi. Rồi được một tấm Kai's Play. Tấm Play hệ bay. À, phía bên đây có một em boss thì phải. Hình như là Mega Venusaur đó các bạn à. À đây đâu nè. Ui con này là Mega Shiny Venusaur luôn. Boss xịn boss xịn. Để mình nướng nó nha các bạn. Trở thành con ếch nướng luôn. Mày nè con. Con này máu rất là nhiều nên là nó trâu vả chửa các bạn ơi. Ôi ôi. Mày nè con. Trâu thiệt sự luôn các bạn. Ui nó đánh mình cũng đau vậy. Nướng mày luôn nè con. Ê chưa chết nữa kìa. Lava Lum. Ồ, và thằng này nó đang ngậm củ tỏi rồi đó. Mình học được Fire Beam nè, nhưng mà mình hủy đi. Chúng ta lại được thêm một viên Rare Candy nữa rồi. À, sẵn tiện mình sẽ cho Cobalion lên cấp 100 luôn nha các bạn ơi. Để mình luyện em Pokemon khác nữa. Bay đường đó không được thì tôi đi đường này. Trời ơi, bên thế giới Ultra này nó lơ lửng như vậy đó các bạn à. Chúng ta bay rất là cao luôn. Rồi, Time Curry Daytime. Và cái lệnh cuối cùng là Chess Ball Legendary nha. À, còn 16 phút nữa sẽ có cơ hội xuất hiện một em Legendary đó các bạn ơi. Ê, thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ cho Cobalion lên cấp luôn nha. Mặc dù nó đã nửa ống kinh nghiệm rồi. Chúng ta sẽ luyện em Pokemon khác nha các bạn ơi. Cho mày lên cấp 100 nè. Ờ, à, ngon lành rồi đó. Giờ cất Cobalion vô thôi các bạn à. Chúng ta sẽ đi luyện con gì nữa ta? Con Celestia và cái con Saimin của mình. Đây Celestia của tôi nè các bạn. Trời đất ơi, quên mất tiêu. Ơ, à, phía bên này còn có một cái Master Chest nữa nè. Để mình qua mình mở coi thử được cái gì nha. Một cái rương Master đó các bạn. Nó nằm ở đâu vậy ta? Hình như là nằm tuốt ở phía bên này luôn. Đây rồi. Đó, nó có cái đường vô luôn nè. À da, đi xuống, đi xuống. Cái giày mình chạy nhanh quá đó. Ây, được một cái Zap Cannon. Trời ơi, cũng được các bạn ơi. Súng cannon điện. Ôi, có một con Bidu nè. Con đó thì mình sẽ bắt trong những tập tiếp theo nha. Bên đây lại có thêm một cái Master Chest nữa. Chúng ta sẽ cùng đi qua mở luôn nha các bạn ơi. Để mình kiếm cái đường vô coi. Nó nằm ở đâu vậy? Trời thì mưa tầm tã luôn. Thiệt là khó chịu. Ui. À, đây rồi các bạn ơi. Ồ, không phải. Không phải đường vô rồi. Ui, có một em Ultra Beat nè. Đây là Stakataka. À, đây rồi các bạn ơi. Wow, siêu to khổng lồ luôn. Để mình nướng nó luôn nha các bạn. Ui, con này trâu vậy. Ui, nó đánh con Charizard của mình đau vãi chưởng luôn á. Flare Lit một phát. Vẫn không được. Hit Way. Ôi, chưa chết được nó luôn. Ui, và nó đã ngậm củ tỏi luôn rồi. Nó cho mình mấy cái Stone Brick. Nhưng mà mình không có cần đâu. Trời ơi. Ultra Beat đó thì mình đã có đủ hết rồi các bạn ơi. Nên mình không có bắt nữa đâu. Để quay trở lại đây và lấy cái Master Chest cái coi. Nằm ở đâu vậy? Ờ, à, đây chính là đường để lấy nè các bạn ơi. Để mình lấy cái mấy cái Copper Stone chồng lên coi. Có vẻ như là mình nhảy lên không tới rồi. Đúng vậy các bạn ơi. Lấy Copper Stone chồng lên cho nhanh. Đó. Như vậy có dễ hơn không? Ôi ơi, tốn công nãy giờ được một cái Power Band. Mấy cái band này mình đã có rồi. Band này á, dùng để luyện mấy cái điểm EV cho Pokemon đó. Để mình dùng Raiden mình tắt mưa thử nha các bạn ơi. Tắt mưa chưa? Ơ? À? Ơ? À?
Hình như là không có tắt mưa được ở bên thế giới Ultra đâu các bạn à. Ui vãi chưởng à. Mình đã dùng Raoden mình tắt mưa rồi đó. Wow, giờ mình mới biết luôn đó, hay thiệt sự luôn. Ui Raoden không có thể tắt mưa bên thế giới này rồi. Thôi kệ đi, chúng ta sẽ đi qua đây và lấy một cái big chest coi các bạn ơi. Mở rương coi được cái gì nào. Đây rồi nè, đây rồi nè. Ui được một cái tấm play hệ băng các bạn ơi. Cái này mình không có cần đâu. Để mình lên cái phi thuyền mình kiểm tra coi trong đây có gì hot nữa không. Hôm bữa mình được khá là nhiều Master Chest ở trong đây nè. Ui, lần này chúng ta được một cái Prison Bottle các bạn ơi. Cái này dùng để unbound cho Hoopa đó các bạn à. Rất là hay luôn. Ui, mình không ngờ là có thể mở được ở trong cái phi thuyền này luôn đó. Thôi để mình đi qua cái lâu đài bên kia coi thử có cái gì nha. Ui, mưa nó to vãi chưởng à. Mình dùng cánh luôn, mình bay cho nó nhanh các bạn ơi. Lâu đài này hình như không có lối vào rồi. Ôi, chúng ta sẽ đi qua cái lâu đài khác các bạn à. Uổng công vãi chưởng à. Tại vì phía bên này nó còn một cái lâu đài nữa nè. Lâu đài này nó có đường vô không ta? Để mình tìm coi. À, có đó các bạn ơi. Đó, thấy cái rãnh này là chúng ta sẽ đi vô được nha. Ta là... Ui, được vàng nè. Ui, lại thêm một cái Risen Bottle nữa. Sao bên thế giới Ultra này rất là dễ có Risen Bottle vậy ta? Ui, mình không hiểu luôn đó. Hay vãi dưỡng hả? Đây, để mình lượn lượn lấy cái bít chết này coi. Nãy giờ mình đang nghịch với cái cánh đó các bạn ơi. Đâu rồi cái bít chết của tôi. Ui, được một cái My Play. Ui, ui. Đi tiếp tục thôi các bạn ơi. Đây nè. Bên đây có một cái Master Chest nữa các bạn à. Để mình qua mình mở luôn nha. Mở ra được. Ui, thêm một quả Master Ball nữa các bạn ơi. Và đây là cái quả Master Ball thứ 19 của mình luôn rồi. Ui, tao nói nó đỏ vãi chưởng hả. Ôi, 19 quả luôn đó các bạn ơi. À, sẵn tiện có trainer mình sẽ thách đấu hôm nay luôn nha. Ui, ngon thiệt sự. À, Magnet Mai cấp 70 đó các bạn ơi. Mình dùng chiêu hệ lửa hình như cấu của nó ít máu quá. Ui, hình như không cấu được máu của nó luôn. Chắc mình xài Earth Power này đi. Đó, xài một phát là ngẫm luôn. Aaron với tôi. À, nó còn nội tại một máu đó các bạn ơi. Caesar với tôi, ngẫm cửa tỏi luôn. Và hit train nó đã lên được cấp 85 rồi đó. Ui, ngon lành chưa. Phải xịn sò như vậy chứ. Ô, cái heal một phát thôi các bạn. Ui, có một em boss nè, D-Lin. Đâu rồi? Định qua lấy Master Chest nhưng mà boss nó thách đấu mình rồi các bạn ơi. À, nó tuốt ngoài này luôn. Cái gì vậy? Tôi có thách đấu đâu mà đi qua đánh tôi vậy? Đây, D-Lin nè các bạn ơi. Mình đi đánh boss thôi mà, mấy cái con Pokemon nó cũng cà khịa mình chứ được. Ơ, nó cho mình một viên Raikou đi luôn. Sẵn tiện thì chắc mình sẽ cho em nào đó lên cấp đi. À, chắc cho Hitra lên cấp 86 chứ các bạn. Ui, hình như nó to ra thì phải. Rồi, bay qua lấy Big Chest thôi các bạn ơi. Big Chest của tôi đây nè. Ta là được cái Electrium Z. Trời ơi, đá Z hệ điện. Được cái gì đâu không à. Ui, mình đã full ba lô rồi hả? Nãy giờ mình đi lấy toàn là tấm play nè, đá Z cũng như là những cái đĩa cho Sivali đó các bạn ơi. Rồi để mình khám phá tiếp tục nha. Bây giờ chắc mình sẽ đi theo cái hướng bên này quá. Hy vọng là có thêm... Ui ui, lại thêm một cái em Ultra Beast nữa nè các bạn ơi. Đây là Celestia. Mình định nói là hy vọng có thêm những cái Beast chết nữa. Nhưng mà nó lại có thêm một cái em Ultra Beast luôn. Ui, Celestia này thì nó quá nhỏ rồi. Nhìn cái em Celestia của mình coi. Nó to thì thôi rồi luôn các bạn. Cái em tí hon này mình phải ăn hiếp nó mới được. Mày nè con. Ủa, lại thêm một cái em Celestia mới xuất hiện nữa các bạn ơi. Ui, cái gì mà nhiều Ultra Beast quá vậy. Những em này mình đã có hết rồi các bạn à. Nó cho mình những cái cục aluminum, những cục nhôm đó. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên đây. Mình thách đấu luôn cái em Celestia còn lại nha. Ui, hai em Ultra Beast xuất hiện cùng một lúc luôn các bạn ơi.
Cái điều này hiếm gặp phải trưởng ạ. Flat cannon nè. Ui, ngon lành. Hình như Celestia này nó cũng ngang với kích thước của con của mình đó các bạn ơi. Ngon lành canh đào. Hên quá, nó đã hết hồi máu rồi. Smackdown mày tiếp nè. Rồi, con này là xong với mình rồi. Xác định với tôi. Bỏ lại cho mình những cái cục aluminum nữa nè. Ngon vậy trưởng à. Không ngờ gặp được hai cái em Ultra Beat luôn đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những cái Beat chết thôi. Kiếm Beat Bon thôi mà. Toàn ra Ultra Beat không à các bạn ơi. Lúc tìm á thì không thấy đâu đâu. Còn lúc không còn á thì tụi nó nhiều vãi chưởng á. Đây dùng Charizard bay cho nó nhanh các bạn ơi. Xong rồi dùng cái cánh để mà lượn lờ đó. Trời ơi đã vãi chưởng ạ. Sẵn tiện phía bên này có một cái rương Master luôn. Mình đi qua mình mở luôn nha các bạn ơi. Đâu rồi Master Chat của tôi. À có con boss nè. Tello. Đi qua giết con boss trước luôn nha các bạn. Boss nằm ở đâu vậy? Nó nằm ở trên cây rồi nè các bạn ơi. Dứt mày luôn nha con Tello. Ui một phát nó gần ngậm củ tỏi luôn rồi. Cho một phát nữa. Tiễn nó lên đường luôn. Nó cho mình một cái viên Rare Candy nè. Sẵn tiện chắc mình sẽ cho Hitran lên cấp tiếp nha các bạn. Cho lên cấp 87 luôn. Luyện cấp nhanh vãi chưởng ạ. Ui đã thiệt sự luôn. Bên đây lại có thêm một em boss nữa nè các bạn ơi. Đây là Heracross. Mà mình đánh không có lại rồi. Chắc mình sẽ mang Asus ra đi. Asus của mình đang mang cái tấm play hệ nước hả. Chắc mình sẽ chuyển qua tấm play hệ lửa đi. Để mà đốt cho nó lẹ các bạn ơi. Hệ lửa của tôi đâu rồi. Đây flame play đây các bạn ơi. Đeo cho Asus liền. Đây là Mega Shiny Heracross luôn đó các bạn ơi. Nghe cái tên rất là khó chịu luôn. Ồ cấp 120 luôn đó. Xong mày rồi. Chức mình phát nữa nè. Trời ơi nó cho mình một cái viên Rare Candy và một cái viên đá Z cho Ultra Necroma nha các bạn. Trời ơi. Tưởng cái gì. Nhưng mà cũng được, cũng đáng đó các bạn à. Sẵn tiện thì mình sẽ cất Asus vô thôi. Chúng ta lại lấy cái Azil ra nha các bạn. Đang luyện cấp cho Azil cũng như là UC mà. Đó, ngon lành liền. Để mình coi Hitran nó sắp lên cấp chưa. Để mình cho nó ăn kẹo luôn nha các bạn. Hitran của tôi. Thôi, cho nó ăn kẹo là được rồi đó. Lên cấp 88 nha con. Ngon lành liền. Ủa nó học được Ton S nè. Chắc mình sẽ hủy cái chiêu này đi. Sau này nếu mà cần thì mình sẽ học lại thôi các bạn ơi. Không có gì hết. Thôi hủy đi. Mình định thay nó với lại Iron Head. Nhưng mà thôi. Ôi, đi tìm những cái chest nữa thôi các bạn ơi. Đây, phía bên đây. Ôi, có cả trainer luôn nè. Để mình đi dứt trainer trước cái đã. Không là ổng mấy ổng biến mất hết đó các bạn ơi. Cosfin. Ui, nó làm cái con Charizard của mình bị dính độc rồi nè. Ui, lại thêm một cái em Ultra Beat nữa kìa các bạn ơi. Stakataka nữa rồi kìa. Ui, sao nãy giờ gặp hoài vậy. Đây là em Ultra Beat thứ tư rồi đó. Tập ngày hôm nay đỏ vãi chưởng ạ. Emendo với tôi. Ông tiến sĩ này là toàn Pokemon cổ đại thôi các bạn à. Không biết ông có chơi mông nữa. Graniados cụm ngủm luôn rồi. Ui để mình qua mình xử đẹp cái con Stakataka này cái đã. Dùng Hitran làm cho nó lẹ các bạn ơi. Mới cấp 60 thôi mà. May nè con. Ngủm liền. Lại cho mình những cái Stone Brick nữa. Đây các bạn. Cả hai ông trainer luôn. Wow. Ngon lành. Đây là những trainer thợ mỏ đó các bạn ơi. Ravillor với tôi. Mạnh vãi chưởng hả? Là một phép khí trên của mình ngụm luôn rồi. Cho Azil ra chọn nha các bạn. Extra Sensory. Ngụm cử tỏi liền. Ui nó còn một máu nữa. Không sao mà Azil có thể lo được các bạn ơi. Extra Sensory phát nữa nè. Ui Aaron này trâu quá các bạn. Chắc mình phải chuyển Pokemon thôi. Chuyển qua Celestia thôi các bạn. Công nhận cái em Celestia nè. Nó to vãi chưởng à. Broken Rola vẫn còn nội tại một máu. Trời mấy cái con Pokemon dưới hang nè nó cực kỳ trâu luôn các bạn ơi. Nó luôn luôn có nội tại một máu. Hiếm khi mà Pokemon không có lắm. Đây nữa rồi các bạn ơi. Trainer này tính chạy đi đâu hả? Ui mới cấp 44 thôi. Con này thì mình xử đẹp thôi các bạn ơi.
đi Weeble nè. Ui, đó, các bạn thấy không? Vẫn còn nội tại một máu kìa, cực kỳ khó chịu luôn đó. Ngậm liền, ngậm luôn liền, đi Weeble nè, ngậm luôn. Chúng ta lại tiếp tục đi tìm những cái bit chết thôi các bạn ơi. Trời ơi, kiếm cái Bitbon thôi mà nó khó với trưởng. Mình nhớ được trước mình tìm Bitbon khá là dễ mà ta. Đi qua cái hướng bên này coi. Ui, đây đây đây, có một cái Bitchet nè các bạn ơi. Ui, à và đây chính là Murilaner nè các bạn ơi. Lâu rồi mới gặp lại ổng đó. Sẵn tiện thì mình sẽ học chiêu cho mấy em Pokemon mình vừa mới bắt luôn nha. Nhốt ổng xuống dưới trước coi. À, này thì Murilaner hả? Không có chạy đâu hết nhen. 789 em Pokemon rồi các bạn ơi. Rất là đã luôn. Để mình lấy cái em Reject Eye ra nha các bạn. Đó, em mình vừa mới bắt nè. Reject Eye cũng như là UC. Để học lại các cái combo Q chuẩn cho nó coi. Đầu tiên là UC nha các bạn ơi. Đây, UC của mình. Mình sẽ học Amnesia này nha các bạn. Thay Extra Century đi. Đó. Tiếp theo đó mình sẽ học Impression cho nó. Đâu rồi, Impression thay Sweep nè. Bên đây lại có một cái Bitchet nữa các bạn ơi. Rất là ngon luôn. Để mình mở coi. Được cái gì nè? Ui, sao mở không được? À, được một cái đá Z hệ băng các bạn ơi. Trời ơi, mấy cái này mình có hết rồi. Vãi chưởng hả? Thôi, đi tiếp thôi các bạn à. Cái chỗ này á mình chưa có đi qua nên là nó lắc vãi chưởng à. Nó phải load map ra đó các bạn ơi. Ôi, đây rồi, hình như là mình đã tìm thấy rồi nè các bạn ơi. Đây là một cái Eyeless Shrine nha. Cái đền thờ Eyeless để triệu hồi Celebi đó các bạn ơi. Ui, rất là đã luôn. Thì từ cái phiên bản cập nhật 7.3.1 trở đi á, thì Celebi nó sẽ không còn xuất hiện trong tự nhiên nữa. Nó còn phải triệu hồi từ cái đền Eyeless này nha các bạn ơi. Rất là đã luôn. Rồi, tìm được cái đền rồi. Bây giờ tìm thêm cái Bitbon nữa thôi các bạn ơi. Đó, Bitbon chưa có mà đã tìm thấy đền rồi nè. Cây không? Cây vải chưởng hả? Bên đây có một cái Master Chest nè. Để coi được cái gì coi. Cái đường vô chỗ nào vậy ta? Chỗ này không phải. À, vậy là ở phía mặt tiền rồi các bạn ơi. Đây, Master Chest của tôi. Được Wild Sweep. Cũng được các bạn ơi. Thôi, lên đường tiếp tục coi. À, lộn. Mém tí là mình cởi con hit trend mình lao xuống dưới luôn rồi. Trời đất ơi. Gấp quá đó các bạn. Tại mình khá là nôn đó. Big Chest nữa rồi nè. Nằm ở đâu vậy ta? Anh hình như là nằm ở phía bên kia rồi các bạn ơi. Khu này chưa qua nó lắc vãi chưởng à. Anh em mà đi qua thế giới Ultra thì nó khá là khó chịu với cái tình trạng giật lắc này luôn đó. Bay bằng Pokemon thôi các bạn ơi, nhưng mà nó lắc cực kỳ luôn. Rồi, để mình bay xuống đi. Chứ mình bay bằng cái con Charizard chắc tới ngày mai quá. Và cuối cùng thì mình cũng đã có được cái quả Bitcoin rồi nè các bạn ơi. Rất là đã luôn nha. Trời ơi, sao bao nhiêu chờ đợi thì cuối cùng nó cũng đã cho mình rồi đó. Sẵn tiện thì mình sẽ teleport qua cái Eyeless Shrine hồi nãy coi. Đây chính là cái đền thờ để mà triệu hồi Celebi nha các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn đó. Thì giờ Celebi thường á mình đã có rồi nên là mình sẽ không triệu hồi nữa. Và lần này mình sẽ triệu hồi một cái form đặc biệt khác của Celebi, đó chính là Alien Celebi. Đó, tức là Celebi ngoài hành tinh nha các bạn. Rất là đã luôn đó. Chắc mình sẽ lấy em Caesar ra coi. Caesar cũng như là Venusaur của mình ra nha các bạn ơi. Caesar, đây. Và Venusaur nha các bạn. Đâu rồi, Venusaur của tôi đâu rồi? Venusaur. Đây các bạn ơi. Ngon lành canh đào liền. Cho tụi này lên trước hết liền. Đó. Thì á, chúng ta có thể triệu hồi được hai cái dạng của Celebi luôn. Cái dạng thường là cái dạng mình đã có rồi nè. Và nó đã đạt được cấp 100 rồi đó các bạn ơi. Dạng thường á thì chúng ta có thể triệu hồi nó bằng GS Ball nha. Đâu rồi cái quả cầu đó đâu rồi? Đây các bạn ơi, GS Ball. Quả này á các bạn có thể có được khi mà lượm ở dưới kim tự tháp hoặc là đánh Celebi mà nó sẽ rớt ra nha. Cách thứ hai là triệu hồi Celebi ngoài hành tinh. Chúng ta có thể dùng Big Ball nha các bạn ơi. Cứ bấm chuột phải vào cái đền bằng cái quả Big Ball là nó sẽ tự triệu hồi ra nha. Mình sẽ làm cho các bạn coi nè. Đây, Eyeless Shrine. Bây giờ thì triệu hồi thôi các bạn ơi. Đây rồi, Celebi của chúng ta. Ui, các bạn thấy không? Cái hình dáng bên ngoài á, nó là Celebi thường thôi. Nhưng mà
Các bạn nhìn trên cái icon kìa, đó, nó màu tím tím hồng hồng các bạn ơi. Đó là Celebi ngoài hành tinh đó. Rồi, rồi nó đánh mình kìa. Chứ mình phone sweep cho nó còn một máu cái đã. Ui, hấp dẫn các bạn ơi. Celebi ngoài hành tinh. Chúng ta chưa được chiêm ngưỡng cái dạng ngoài hành tinh của nó đâu. Khi mà bắt được á thì mình mới nhìn thấy được lần đó nha các bạn. Ui, con này nó hút máu mình hoài vậy. Hút máu tôi liên tục luôn. Ui, nó vẫn hút các bạn ơi. Cực kỳ khó chịu. Phone sweep phát nữa nè. Mình nghi là nó đánh cái con Caesar của mình chết quá. Là một phát nữa các bạn ơi. Hy vọng là nó sẽ hết chiêu hút máu. Ôi ôi, chết luôn Caesar rồi. Mình sẽ chuyển qua Venusaur để mà ru ngủ nó nha các bạn. Mình có sleep powder mà. Ru ngủ mày nè con. Ui, nó không có tác dụng với lại Celebi. Làm lại phát nữa. Ui, nó vẫn không có tác dụng luôn các bạn ơi. Cực kỳ khó chịu luôn. Chắc bây giờ mình sẽ dùng qua những cái quả bon khác, như là Timer Bon và Ultra Bon chẳng hạn. Đầu tiên là Ultra Bon thử nha các bạn ơi. Chúng ta phải thử sức với những quả này chứ. Ui. Yes. Ui, quăng một quả Ultra Bon mà nó đã thành công luôn rồi đó các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Ôi ôi. Để mình tắt cái thông báo cái đã. Và thế là chúng ta đã có được Alien Celebi rồi nha các bạn ơi. Tí nữa về nhà mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng sau nha. Ồ, nó xịn cực kỳ luôn nha các bạn. Để mình chỉnh sửa cái đội hình cái đã các bạn ơi. Chúng ta sẽ thu xếp Pokemon để mà đi trở về nhà nha. Ui, dưới này có một em Venusaur nè. Ui, em này hình như to hơn cái em Venusaur của mình đó. Chắc mình sẽ thu phục nó luôn nha các bạn. Ui, những con này có vẻ đẹp đó. To đó, mình khóa những cái con bự bự như thế này nè. Lấy con Venusaur khác ra coi. Giết mày luôn nha con. Ui, con này cấp 32 rồi. Chết rồi, mình quên lấy Caesar ra rồi các bạn ơi. Để thử cái quả đó Whipbon đầu tiên coi. Có trúng nó hay không. Ui, không được rồi. Nó giảm cái gì đó của Venusaur của mình kìa. Ui, nhìn cái con Venusaur của mình nó tí hon vãi chưởng hả. Nó có một nhúm à. Ôi, chắc lần này mình sẽ đi qua những cái quả bon khác như là Timer Bon vậy. Rồi xong. Cái em Venusaur này nó đang rơi nè các bạn ơi. Làm một phát Timer Bon nữa nha các bạn ơi. Chúng ta phải cố gắng kiên trì lên. Timer Bon này phải bắt trên 11 quả thì nó mới có tác dụng lần đó. Double S cho mày còn thấp máu nè con. Ôi ôi. Ôi ôi, mình cấu được nửa cây các bạn ơi. Mình sợ cái con Venusaur này nó cũng có Double S luôn. Cái chiêu này thì nó khá là bất lợi khi mà thu phục Pokemon đó. Tại vì mình cũng có thể bị mất máu luôn đó các bạn ơi. Rồi lần này thì Repeat Bond. Repeat Bond không được rồi. Cái quả Repeat Bond á các bạn có thể dùng để mà bắt lại những cái em Pokemon mình đã từng bắt rồi nha. Đó, rất là xịn sò luôn đó. Nó sẽ tăng tỷ lệ nha các bạn. Nhưng mà lần này không được rồi. Chắc mình sẽ đổi qua cái quả khác. Lớp Bon chẳng hạn. Ui, em Venusaur này là Venusaur đực các bạn ơi. Còn con của mình là con cái. Ui, thành công luôn cơ. Xịn vãi chưởng ạ. Ngon lành liền. Rồi, chúng ta đã có thêm được một em Venusaur nữa rồi. Để mình canh mình học chiêu chuẩn cho nó rồi tính tiếp nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay trở về nhà thôi bạn ơi. Đây rồi, mình đã về tới nhà rồi các bạn ạ. Ui, có một em Zigzagoon Shiny nè. Nhìn nó màu cam cực kỳ đẹp luôn đó. Giờ thì mình sẽ bắt nó lẹ luôn bằng Whipbon nha các bạn ơi. Ôi, cái em Shiny màu cam này đẹp thiệt sự luôn đó các bạn ơi. Đây, ngon lành liền. Rồi bây giờ mình sẽ teleport qua cái vùng Flower Forest mà mình mới tìm ở trên trưng bày nha. Ơ, trời, mình tắt bot đi, hàng chi. Mình thấy cái em Mawile này các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy không có thông báo. Hàng gì là thách bot. Nó cho mình một cái Ray Candy nè. Cũng ngon đó các bạn. Sẵn tiện để mình coi thử Hit Train đủ level chưa. Như vậy là quá đủ rồi. Chúng ta sẽ cho nó lên cấp 91 luôn. Trời ơi. Sẵn tiện dứt cái em quay núp này luôn nha các bạn. Ây da, con ma rip này nó lì vãi chưởng à. Dứt cái con quay núp mà. Ngoài nấp với tôi. Nó lại cho mình một viên Ray Candy nữa. Ngon lành. Đẩy cấp Hit Train lên 92 luôn nha các bạn ơi. Cực kỳ xịn sò rồi đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ teleport vào cái vùng Flower Forest mà mình mới tìm nha.
Đây các bạn ơi, đúng cái vùng này rồi nè. Ủa sao lại Taiga mở? À phía bên này mới là Flower Forest các bạn ơi. Để mình bay vòng vòng mình tìm thử coi. Thì cái Eyeless Ride nó sẽ xuất hiện tại những cái vùng Flower Forest nha các bạn ơi. Có thể là những cái vùng Forest bình thường cũng có luôn nha. Nhưng mà các bạn phải chịu khó, phải tinh mắt lên thì mới tìm được nha các bạn ơi. Tại vì nó nhỏ vãi chưởng ạ. Với lại cái thông báo của Game Shark nó cũng không có chỉ tới đó luôn. Nên là tìm rất là khó khăn luôn đó. Rồi thì mình phải căng con mắt ra để mà tìm nó coi nè. Coi tôi khổ chưa. Đâu rồi, cái Eyeless Ride của tôi đâu rồi. Không biết nó có xuất hiện ở thế giới bên này không nữa. Chả thấy gì rồi các bạn ơi. Trời ơi, cây cứu phải chưởng hả? Để mình cố gắng đảo một vòng coi thử coi. Ui, chính giữa cái Flower Forest nó lại có một cái hồ nữa. Đẹp phải. Để mình tìm thử Celebi nó có spawn nữa không nha các bạn. Đây, Biome nè. Đó, nó đã hết spawn trong tự nhiên rồi đó. Hiện tại thì nó có thể spawn trong cái Eyeless Ride này thôi. Ôi ôi, ta nói nó căng, căng vãi chưởng luôn đó. Bây giờ đi tìm cái đền đó thôi các bạn ơi. Cái nơi này thì mình chưa có đi qua, nên là cái map nó sẽ hơi bị lắc lắc một xíu. Các bạn có thể để trên cái mini map nó sẽ load ra một vài cái vùng đó các bạn. Tìm thử coi. Ơ, có một em rùa cây nè, Stotstera. Ui. Ờ, đây rồi các bạn ơi. Đây chính là cái Eyeless Ride rồi nè. Ôi. Vậy là bên thế giới này cũng có luôn. Mình lưu liền các bạn ơi, rất là xịn sò. Tí nữa mình sẽ còn đi qua cái Shrine này để mà làm một vài cái công việc khác nữa các bạn ơi. Và công việc đó chính là tìm cái farm khác cho Pichu nha các bạn ơi. Đây chính là em Pichu của mình nè. Các bạn có thể có được cái con Pichu từ cái Breeding nha. Đó. Chứ con này nó không xuất hiện trong tự nhiên đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần cho em Pichu này lên Maximum Friendship nha các bạn ơi. Đó, tình bạn phải thật là cao thì chúng ta mới có thể có được cái con Pichu, cái dạng đặc biệt nha các bạn ơi. Đây, và để mà nâng cái điểm Friendship hay điểm Happy á, thì chúng ta có thể dùng những cái Berry này nè. Đó, 6 cái loại Berry đó các bạn. Em này hiện tại điểm Happiness đang là 70 rồi. Mình sẽ nâng max luôn là 255 nha các bạn ơi. Đó, cứ cho nó ăn mấy cái trái berry nào được thôi. Nó có 6 loại berry để mà tăng cái điểm Happiness đó các bạn ơi. Rồi để coi thử coi nó đang bao nhiêu rồi. Đang 222 rồi, chưa Maximum. Chúng ta phải đẩy nó lên 255 luôn các bạn ơi. Ui, chưa đủ rồi nè. Đủ chưa ta? Đủ rồi nè các bạn ơi, 255 rồi đó. Thế là ngon rồi. Rồi, bây giờ để mình lấy em Caesar ra coi. À không, tính ra mình cũng không có cần lấy Caesar ra nữa các bạn ơi. À, chúng ta chỉ cần cất một em Pokemon vô thôi. Rồi, bây giờ đi qua Eyeless Ride thôi các bạn ơi. Đây rồi, Eyeless Ride của tôi nè. Thì để có được cái em Pichu dạng đặc biệt á, các bạn sẽ cần có Pichu Maximum Friendship và dùng cái chiêu Forest này vào cái Eyeless Ride nha các bạn. Và chúng ta đã có được nó rồi nè. Ui, Pichu đã có được bạn. Và trong nó có vẻ là một mình. Đó, ngon lành các bạn ơi. Đây rồi, đây chính là Pichu dạng đặc biệt của mình nè. Chúng ta sẽ cùng so sánh nha. Cái tai của nó các bạn ơi. Đó, cái tai của nó có gai nè các bạn ơi. Nó khác với cả cái em Pichu bình thường đó. Đó chính là cái dạng đặc biệt của Pichu. Xịn so chứ kìa. Thì Pichu dạng đặc biệt á, mặc định nó sẽ có một tấm Zep Play. Và nó sẽ có các cái chiêu cơ bản là Void Tackle nè, Helping Hand, Swagger và Pen Split nha. Đó. Con Pichu đặc biệt này thì không có thể tiến hóa được nha các bạn ơi. Nói chung là cũng được, cũng xịn sò đó. Rồi, nói tóm lại là chúng ta đã có được mấy cái dạng Pokemon mới từ cái phiên bản cập nhật 7.3.1 rồi nha. Để mình cho các bạn coi cái em Celebi Alien nha các bạn. Và Celebi thường nữa. Đâu rồi, lấy hai em Celebi ra coi các bạn ơi. Đây, em thường và em Alien nè. Wow, Celebi thường và Celebi ngoài hành tinh. Để mình cùng nhìn lại cái đuôi của em Pichu tai nhọn với lại em Pichu thường, coi thử nó có khác nhau cái gì không nha các bạn ơi. Có vẻ như là... Đây, cái đuôi bình thường nè các bạn. Chúng ta coi lại một lần nữa coi. Vậy là cái đuôi nó không có khác nhau gì rồi, nó chỉ khác nhau với cái tai thôi. Đó. Rồi, thế là được rồi. Mình sẽ cho các bạn coi Celebi ngoài hành tinh.
Ui, nó mặc bộ đồ ngoài hành tinh nè các bạn ơi. À, và cái status của nó là ok hả? Status của con kia nó là khác hả? Ôi sao kỳ vậy? Ôi không sao các bạn ơi, cũng được, cũng được. Đây là các chiêu của nó nè. Con này kích thước chuẩn và không cộng không trừ bất kỳ cái chỉ số nào luôn. Ui rất là ngon các bạn ạ. Nhưng mà thua cái kích thước của Celebi của mình. Celebi mình kích thước Giant lẫn. Các bạn nhìn nè, nó mặc nguyên cái bộ đồ ngoài hành tinh luôn và có con mắt hồng nữa. Ồ, ngoài sao nó có mang cái dấu ấn thời bọ thì phải. Ui để mình ngủ phát các bạn ơi. Trời nó tối phải chưởng rồi. Ngủ phát ơi. Trời gì tối quá vậy. Đó, trời sáng như vậy dễ làm video chứ. Cùng có lại Celebi ngoài hành tinh của các bạn ơi. Và đây là Celebi thường nè. Ồ, em Celebi thường thì có cánh. Em ngoài hành tinh thì nó chỉ cần bộ đồ ngoài hành tinh thôi là nó có thể bay được rồi nè. Hay vậy. Khác nhau bởi con mắt nè. Và hai cái lông mày luôn các bạn ơi. Đó, một con lông mày trắng, một con lông mày đen. Ui, hay hen. Hay vải trưởng. Rồi. Và đây chính là Pichu tai nhọn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.